Cộng sản Việt Nam đang tìm cách tăng cường sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự. Truyền thông nhà nước Cộng sản đưa tin nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang tìm cách đẩy mạnh việc nghiên cứu, sản xuất và bán vũ khí quân sự cũng như là hợp tác với ngoại quốc trong các hoạt động này. Trong hội nghị gần đây về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng và an ninh với sự góp mặt của hai Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc thúc giục các lực lượng quốc phòng tăng cường hợp tác với các đối tác ngoại quốc để cùng nghiên cứu phát triển và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của công nghiệp quốc phòng, an ninh của Việt Nam. Và tuần trước, thì tướng Lịch lên tiếng cảnh báo về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông và yêu cầu quân đội đề cao cảnh giác để sẵn sàng chiến đấu giữa lúc mà xung khắc giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên vùng biển đầy tranh chấp tăng cao trong những tháng gần đây. Việt Nam đứng hàng thứ 22 trên 138 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về sức mạnh quân sự, theo đánh giá của Global Firepower. Còn theo như báo cáo của ISD Research, thì khả năng sản xuất quốc phòng trong nước của Việt Nam tương đối kém phát triển, do quốc gia Đông Nam Á còn phụ thuộc vào các nhà sản xuất ngoại quốc để đáp ứng các nhu cầu quân sự. Việt Nam nhập cảng vũ khí chủ yếu từ Nga và Trung Cộng. Gần đây có tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, Liên Âu, Israel. Theo như sách trắng quốc phòng Việt Nam cho biết thì phát hành năm 2019, Hà Nội chi tiêu cho quốc phòng chiếm 2.36% GDP năm 2018.